Xin kính chào, lại là Giang. Ngày hôm nay Bất Động Sản Giang Lo sẽ đưa mọi người đến tham quan một căn nhà phố hiện đại với diện tích là 66 x 12,5 m, được thiết kế với một trệt hai lầu sân thượng, tổng cộng gồm 4 phòng ngủ, 5 phòng vệ sinh. Giá đang rao bán trên thị trường đó chính là 8 tỷ 900 triệu. Căn nhà được thiết kế theo kiểu nhà phố hiện đại. Đường trước nhà là đường nhựa 6m, xe hơi thông thoáng. Căn nhà nằm trên trục đường Huỳnh Tấn Phát qua cầu Quốc Xuân tầm khoảng 2 km mọi người ạ. Đường trước nhà là đường thông nha mọi người. Nó không có nhiều khách đó, hay hỏi Giang nhà vị trí có phải hẻm cục hay không. Thì căn nhà này nằm ở vị trí là đường thông thoáng, không có bị hẻm cục đâu. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn. Do đặc thù của căn nhà là bề ngang trên 6m, thực tế là nó 6m6, nên chị chủ đầu tư đã chia căn nhà ra thành hai cái hướng cổng vào. Đây là lớp cổng phụ, chia lớp cửa chính. Lớp cổng này là nơi chúng ta để được chiếc xe hơi nè, để được nhiều chiếc xe máy ạ. Do đặc thù là nơi để xe hơi nên bên vách đây được dán gạch lên độ khoảng 1m2, chống va vẹt và ta cũng dễ lau chùi. Mặc dù là nơi để xe hơi, chúng ta cũng có một cái điểm nhấn là một bức tranh khá là nhẹ nhàng. Đây, còn đây là tủ giày. Phía trên là cái kính thủy nha mọi người. Kính thủy này vừa để trang trí nè, vừa cho chúng ta một cảm giác cái khu vực này nó rộng mà nó sâu hơn. Đây, rất nhiều ngăn luôn, tủ đựng giày, tha hồ cho chúng ta đựng giày luôn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào không gian của phòng khách. Do là cái căn nhà chia làm hai gian, gian để xe hơi, gian để phòng khách, nên nhìn khá là khác lạ so với những cái căn trước mà Giang đã review nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vô phòng khách nè. Không gian phòng khách đây đã được trang bị đầy đủ các thiết bị nội thất, như là bộ sofa nè. Bộ sofa này màu kem, nhìn khá là nhẹ nhàng nè, nó nổi bật so với không gian đây. Cái vách đây á, như mấy căn trước là đa số mấy anh chị chủ đầu tư sử dụng là nhựa PVC hay là nhựa lam da gỗ, thì căn này chị chủ đầu tư cũng đã sử dụng bụi gạch luôn nha mọi người. Loại gạch này khá là mắc ạ. Khi mà ốp những gạch này khá rất là kỳ công. Điểm nhấn là có một bức tranh ở trên hệ thống đèn led chính giữa đó, cùng cái đèn khá là sáng sủa. Đây, mà một cái bàn đối diện với bộ sofa đây, đó chính là một hệ tủ để tivi. Hệ tủ đây nè, vừa làm để tivi vừa để trang trí, để những vật dụng trang trí nhỏ dưới đây. Ngoài ra nó công dụng là nó làm vách ngăn, có những cây lam nè, làm vách ngăn giữa garage xe hơi và phòng khách. Một không gian phòng khách khá là nhẹ nhàng và tinh tế, nhưng cũng rất là sang trọng đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào không gian mà những chị em phụ nữ hoặc là cô gì đi xem nhà đặc biệt quan tâm, đó chính là không gian của khu vực bếp. Trong khu vực bếp đây đã được trang bị đầy đủ các thiết bị nội thất với đầy đủ các công năng cho mọi người chỉ cần mua về và sử dụng liền ngay lập tức. Đây có tủ lạnh side to side nè, đó, hai ngăn rất rộng luôn, mình đá. Đây có một hệ tủ làm chúng ta cũng để được vật dụng gì đó, người ta để. Đây cũng có hệ tủ luôn, bởi bơm thì chúng ta nhét vô đó nha mọi người, ta để những cái đồ linh tinh đó để vô đó. Và đây chính là một khu vực chính của phòng bếp. Bếp đây nè, có lò nướng, có bếp, có máy hút mùi. Căn nhà hệ tủ được sử dụng là cái tủ kịch trần luôn, để chúng ta có nhiều ngăn tủ chúng ta để những đồ vật dụng lên đó. Cái vách thì sử dụng là kính cường lực dễ đau chùi. Điểm nhấn là hệ thống đường led chạy xung quanh đó. Cái này sử dụng đá hoa cương nha mọi người, bề mặt sử dụng đá hoa cương rất là chắc chắn và sạch sẽ. Và đây thì chắc chắn sẽ không thiếu những cái hệ tủ à, cái hệ này chúng ta để rửa chén xong chúng ta bỏ lên đây rất là tiện lợi. Một không gian bếp rất là rộng rãi luôn. À, đây căn này có cái quầy bar nhỏ nhỏ nha, khá là tây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái không gian phòng ăn nha. Ở khu vực phòng ăn đây có một bộ bàn ghế là 6 ghế nè, mặt đá này là đá hoa cương, ra rất dễ lau chùi. Ở cái vách đây sử dụng gạch nè 40-80 màu trắng. Đây chính giữa nó là có một cái bức tranh nó tạo trong điểm nhấn khu vực ạ. À, nhìn tổng thể ở khu vực trước từng trệt đây là một tông màu rất là nhẹ nhàng, đơn giản, nó tô đậm thêm một cái nét gì đó rất là hiện đại cho căn nhà. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra khu vực phía sau nha. Khu vực phía sau này đó chính là sân sau. Sân sau chúng ta có thêm một cái toilet nè, kết hợp đó là lấy gió ánh sáng, có một tiểu cảnh nhỏ nhỏ à, rất là thoáng mát luôn, đứng này gió thổi lồng lộng à. Vừa rồi Giang đã giới thiệu mọi người xong ở dưới tầng trệt căn nhà. Bây giờ cùng Giang đi lên trên lầu 1, lầu 2 và trên sân thượng nha.
Khu vực Giang đang đứng đây đó chính là lầu 1 của căn nhà. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phòng phía sau chính nha. Phòng sau đây được trang bị đầy đủ các thiết bị nội thất. Đây, chúng ta có thể thấy nè, giường nè, táp đầu giường, có bàn trang điểm. Cái bắt đầu giường với điểm nhấn là bức tranh màu hồng à, tạo cho không gian khá là nhẹ nhàng. Đây, đối diện với cái giường đó là một vách ngăn. Vách này sử dụng nhựa PVC đây. Có kệ ngăn để TV à, rất là hợp lý luôn. Chúng ta ngủ hoặc là chúng ta nằm đó, chúng ta xem TV giải trí. Và chắc chắn sẽ không thiếu cái tủ quần áo. Tủ quần áo sử dụng hệ thống đèn LED ở phía trong, trông khá là bắt mắt. Và bên phía tay phải gian đây, đó chính là một cái toilet. Toilet ở cái phòng đây rất là rộng rãi nè. Đây có một cái màn này, nếu chúng ta muốn riêng tư hơn nữa thì chúng ta có thể kéo xuống. Đó, kéo lên xuống. Rất là hay đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đi ra đường luồn cầu thang và đi ra cái phòng master nha. Đây, đặc biệt ở cái khu vực cầu thang đây nè, chúng ta có một cái hệ tủ nhỏ. Tủ này chúng ta để những cái đồ lặt vặt này. Hoặc là khi mà nhà chúng ta có con nhỏ, ta mua những cái đàn piano hoặc là cái bàn học, ta để đây à, mở cửa đây. Rất là thông thoáng luôn. Khu vực này rất tiện lợi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vô cái đường luồn cầu thang. Đường luồn cầu thang đây được sử dụng nhựa PVC giả đá nè. Đây, vách này được sử dụng nhựa lăng giả gỗ. Ở phía dưới sử dụng đá hoa cương, xung quanh là đá màu đen, chính giữa là đá màu vàng. Nói chung khu vực cầu thang này nhìn cũng khá là bắt mắt và nhẹ nhàng đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phòng master nha. Phòng master đây cũng giống như phòng ở phía sau, được trang bị đầy đủ các thiết bị nội thất như nè, giường nè, bàn trang điểm. Bàn trang điểm nè, phía sau cũng có một cái bức tranh bông màu hồng cũng khá là tinh tế. Cũng có sẵn một cái hệ tủ để quần áo với rất nhiều ngăn. Để Giang mở cái cửa tủ cho mọi người xem. À đây, cũng có hệ thống đèn LED khá là bắt mắt nha mọi người. Rồi, đối diện với lại cái giường ngủ lại một vách để TV tiếp theo ạ. Vách để TV nè, sử dụng nhựa PVC nè. Dưới này là nơi để TV, khá bắt mắt, đẹp. Đây là một cái kính. Kính này khi mà chúng ta trang điểm hoặc thay đồ, chúng ta đứng đây ạ. Và chắc chắn sẽ không thiếu một cái hệ thống toilet ở trong phòng đây, rất là rộng rãi luôn. Cho đặc thù là phòng master nên được ưu ái một cái ban công khá là rộng rãi nha mọi người. Ta đi theo Giang ra ban công nè. Đây, khu vực ban công rất là rộng luôn. Hiện tại khu vực ban công đã được trồng nhiều cây nè, nhiều hoa nè, khá là nhẹ nhàng, tạo cho khu vực đây trông rất là sinh động. Và có sẵn hai bộ bàn ghế. Khu vực đây chúng ta có thể tối ra, trước khi vô ngủ chúng ta ra đây thư giãn, đọc sách hoặc là trò chuyện ạ. Trong khu vực này rất tuyệt vời, nó mang lại nhiều giá trị cho mọi người khu đây ạ. Vừa rồi Giang đã giới thiệu mọi người xong ở lầu 1. Ở trên lầu 2 cũng được thiết kế và kết cấu y chang như lầu 1 đây, nhưng nó sẽ không có nội thất kèm theo. Tức là cũng có hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh riêng biệt, nhưng nó sẽ không có giường nè, không có tủ quần áo, không có táp đầu giường, không có cái bàn để tivi. Nói chung là không được đẹp như phòng đây. Vì vậy cho Giang được lướt thẳng qua lầu 2. Bây giờ cùng Giang đi lên trên sân thượng nha. Khu vực Giang đang đứng đây đó chính là tầng cao nhất của căn nhà là sân thượng. Đây là nơi phòng thờ nè. Nếu mà mọi người không sử dụng đây là phòng thờ thì chúng ta có thể để những vật dụng linh tinh, như chị chủ đầu tư đang bỏ mấy thùng tivi ạ, thùng cách tông tivi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi ra thử cái khu vực đây. Khu vực đây đó là đường luồn thẳng lên trên sân thượng trước nha mọi người. Nào, đi theo Giang thử đi. Đó, mọi người rất dễ hình dung đúng không ạ? Đây là khu vực mà chúng ta có thể tổ chức những tiệc nướng nè, hoặc là những tiệc thân mật cho người thân và bạn bè. Khu vực rất là rộng rãi luôn, do bề ngang căn nhà tới tận 66 lận. Khu vực đây rất là rộng rãi, hoặc là chúng ta có thể trồng nhiều cây xanh trước mảng đây ạ. Tùy mục đích và nhu cầu mọi người sử dụng nha. Vừa rồi Giang đã giới thiệu mọi người xong về căn nhà. Giang xin cung cấp lại mọi người lại thông tin để mọi người dễ nắm bắt nha. Căn nhà với diện tích là 6m6 x 112m được thiết kế với 1 trệt 2 lầu sân thượng, tổng cộng gồm 4 phòng ngủ, 5 phòng vệ sinh. Giá đang rao bán trên thị trường đó chính là 8.900.000.000. Căn nhà nằm trên trục đường Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè. Mọi người cần Giang cung cấp thông tin gì hoặc là cần Giang đi xem nhà thì liên hệ với Giang trên số trên cùng phía màn hình phía tay trái đây nha. Xin chào.